Hôm nay có một bạn gọi inbox cho Thu và hỏi là vì sao sao Phong lại đắt thế. Tiện thể thì Thu làm cái video này để giải đáp thắc mắc cho tất cả các bạn không nha. Sao Phong nó đắt như vậy là bởi vì những lý do sau đây. Thứ nhất, sao Phong rất là khó để thu hoạch. Toàn bộ quy trình chế biến và thu hoạch thì hoàn toàn thủ công để tránh hư hỏng dập nát các phần nhụy hoa bên trong. Nhụy hoa nghệ tây thì nó rất là nhạy cảm với cái độ ẩm cao và ánh sáng mạnh. Nếu như ánh sáng và độ ẩm không khí vượt quá ngưỡng có thể là phá hủy cấu trúc của nhụy hoa, khiến cho biến đổi chất của nhụy hoa nghệ tây nè và làm giảm cái tác dụng của nó nữa. Chính vì vậy người ta chỉ thu hoạch nhụy hoa nghệ tây vào buổi sáng sớm. Đến khi mặt trời lên cao thì quá trình thu hoạch sẽ tạm ngưng để tránh ảnh hưởng đến chất lượng của nhụy hoa nghệ tây. Thứ hai, mỗi cây á, thì nó chỉ có 4 hoa và mỗi hoa thì chỉ có 3 nhụy. Để thu hoạch được một ký sao phong chưa qua phân loại á, thì người ta cần phải hái 170.000 bông hoa đến 200.000 bông hoa nhẹ tây, tương đương với 40 giờ làm việc của một người bình thường trong một tuần chỉ để tạo ra một ký nhụy hoa nhẹ tây chưa qua phân loại. Thứ ba, thời gian thu hoạch thì nó chỉ diễn ra một năm một lần vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 mà thôi. Thứ tư, điều mà làm cho sao phong trở nên đắt đỏ đó chính là trong sao phong nhiều hoa nghệ tây thì nó chứa đến năm dược chất rất là quý hiếm, đó là saponin, bicarocarosin, sapronan, carosin và carosetin. Chính những hợp chất này nó có tác dụng tích cực đến sức khỏe của người sử dụng, như là nó giúp an thần nè, cải thiện giấc ngủ, điều hòa huyết áp, ổn định đường huyết, giảm stress, hết đau dạ dày, tốt cho hệ thần kinh, vân vân. Việc sử dụng nhụy hoa nghệ tây thường xuyên nó sẽ giúp cho các bạn khỏe hơn mỗi ngày. Hy vọng rằng video này nó sẽ giúp cho các bạn hiểu được vì sao sao phong nó lại đắt như thế. Nếu như bạn quan tâm đến sản phẩm nhụy hoa nghệ tây sao phong chính hãng, nhập khẩu chính ngạch và phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam thì các bạn có thể là liên hệ với Thu qua Zalo số điện thoại 0932257878 thì Thu sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn nhé.